giàu có thì gọi là lão. Còn những người mà sản xuất nghèo hèn không có tiền đó, ví dụ như là tiều phu, ví dụ như là đánh cá, ví dụ như là chàng nông dân đó, thì mấy người đó được gọi là chàng nông dân nè, rồi bác tiều phu nè, rồi chàng đánh cá nè, vân vân. Còn mấy người giàu là toàn là lão không à, lão với hắn không à. Đó thì coi như là chúng ta trong chuyện cổ tích của chúng ta, chúng ta mặc định những người đó là xấu luôn. Thì có phải xấu không? Không, địa chủ là không ai xấu, địa chủ nó không xấu. Rồi sau đó chúng ta còn mặc định là những người giàu là những người không tốt, những người giàu là những người thiếu lương thiện, những người giàu là những người bóc lột người khác đó. Thì bản thân người giàu người ta cũng không phải là tốt hay là xấu, người nghèo cũng không có tốt hay xấu, rồi tiền nhiều không có đúng không có sai, vân vân. Thì tất cả cái đó là tính không. Nếu mà các bạn đọc được cái chuyện này xong rồi thì tự nhiên chúng ta thụ hưởng tiền bạc một cách rất là thoải mái, rất là bình an. Chúng ta có được rất là nhiều sức khỏe, chúng ta có được cái sự ghi nhận, chúng ta có được cái lòng biết ơn, chúng ta chia sẻ cái lợi nhuận của mình cho người khác, và chúng ta phát triển công việc kinh doanh chúng ta rất là bền vững. Rồi, và đến cái cuối cùng, đó là cái mục tiêu thứ ba. Vậy là chúng ta nhớ lại nha, Nam Đại Ung Cương có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là làm ra tiền, là kinh doanh là phải có tiền. Cái thứ hai đó là thụ hưởng cái tiền bạc đó trong cái sự bình an. Thụ hưởng tiền bạc đó mình biết là cái điều này là ok đó. Và cái thứ ba là, cái mục tiêu thứ ba là nhìn lại và biết rằng thế là đủ. Thì trong cái mục tiêu ba này nó có 3 cái chương, tên là chương sách lây, chương công cụ quản trị tối hậu, và chương suối nguồn thực sự của sự thịnh vượng, hay là kinh tế học vô giới hạn. Và nếu mà chúng ta gieo vô giới hạn thì nghĩa là chúng ta sẽ gặt vô giới hạn. Chúng ta nhớ lại 4 cái quy luật mà mới trước tôi chia sẻ trong gieo hạt. Quy luật thứ nhất đó là cây táo thì đến từ hạt táo. Quy luật thứ hai là cây nhỏ thì hạt nhỏ mà cây lớn. Quy luật thứ ba là gieo gì thì gặt nấy, có nghĩa là nếu mà có gieo thì chắc chắn sẽ có gặt. Và cái quy luật thứ tư đó là không gieo thì không có gặt. Vậy chúng ta chú ý đến quy luật thứ hai, đó là hạt nhỏ mà cây lớn. Thì đây chính là cái ví dụ như thế. Bây giờ nếu chúng ta gieo một cái rừng hạt nhỏ thì chúng ta sẽ có một cái rừng cây lớn bao la bát ngát luôn. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái vô giới hạn đó. Người ta nói là nếu mà bạn ước muốn cái điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ tập trung vào để làm cho bạn cái chuyện đó. Như vậy thì chúng ta thấy năng lượng của mình thì ít, năng lượng của tim của mình cũng hơi nhiều một xíu, năng lượng của cả một đất nước thì cũng hơi lớn một xíu, còn bây giờ năng lượng của cả vũ trụ thì nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Và đó lý do tại sao mà chúng ta có được cái sự bình an này, có được cái sự tử tế này, có được cái sự có được cái sức khỏe, chúng ta thụ hưởng cái đó, và cuối cùng chúng ta biết đủ. Thì đến khi mà biết đủ, giống như là bây giờ là Bill Gates là đã biết đủ rồi. Bill Gates là người sáng lập ra Microsoft là biết đủ rồi. Biết đủ nghĩa là người ta không có tham tiền, người ta không quan trọng là trong túi người ta có bao nhiêu, trong tài khoản người ta có bao nhiêu, mà người ta liên tục người ta tiếp tục seeding là cho đi. Bao nhiêu thứ ông ta kiếm được là ông ta gửi vào trong cái quỹ từ thiện, quỹ Gates and Melinda là cái quỹ mà do hai vợ chồng của Bill Gates lập ra, cho đi hết. Đó thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm với năng lượng kim cương. Như vậy thì để thực hành những cuốn này đó, thì các bạn nên đọc cái cuốn sách quản lý nghiệp ha. Thì sáng ngày mai thì tôi xong cái phần mềm liên quan đến quản trị lại toàn bộ cái hệ thống tặng sách quản lý nghiệp đó, thì tôi sẽ comment cái đường link ở trong cái live stream này ha, ở trong cái live stream của tối hôm nay nè, bây giờ đang diễn ra nè. Thì các bạn sẽ điền vô đó, bạn nào chưa có sách á thì sẽ điền vô đó và hệ thống nó sẽ tự động nó chạy. Rồi ở đâu đó thì tụi tôi sẽ giao sách thật cho các bạn, cuốn sách quản lý nghiệp. Thì cuốn sách quản lý nghiệp chính là cái cuốn sách mà nó sẽ giúp cho chúng ta dễ đọc hơn rất là nhiều so với lại cuốn năng lượng kim cương dày thiệt là dày ha. Thì chúng ta sẽ đọc cái cuốn quản lý nghiệp đó thì nó sẽ mô tả cho từng cái bước một để thực hành cuốn năng lượng kim cương này. Đương nhiên là trong chương 7 của cuốn này đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta lấy
là 46 cái cách.